Liên quan tới vụ trai bản làm bậy với hướng dẫn viên du lịch ngay tại homestay, vừa qua, đại diện Viện Kiểm sát huyện Hoàng Su Phi, Hòa Giang cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố đối với triệu Tạ mình, theo quy định. Sau khi câu chuyện của nữ hướng dẫn viên du lịch được đăng tải, dư luận đã không khỏi bức xúc vì hành động của đối tượng. Ngay sau đó, nạn nhân đã tìm đến luật sư Nguyễn Anh Thơm để được hỗ trợ pháp lý và đưa vụ việc ra pháp luật. Ngày 30 tháng 9, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Triệu Tạ Mình, sinh năm 1991, trú tại thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phi, theo quy định tại Điều 141 Bộ Luật Hình sự. Trước đó vào ngày 20 tháng 9 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hoàng Su Phi tiếp nhận vụ việc, Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9 năm 2022, Triệu Tạ Mình sinh năm 1991, trú tại thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phỉ, làm bậy với chị Trần Ngọc Lở, sinh năm 1993, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, tại một khu nghỉ dưỡng nằm trên địa bàn xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phỉ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Triệu Tạ Mình đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mình khai đã quan hệ trái ý muốn với nạn nhân. Đối tượng Triệu Tạ Mình đã có vợ và hai con là lái xe ôm chở khách cho khu nghỉ dưỡng nơi xảy ra vụ việc. Và tối hôm vụ việc diễn ra, Triệu Tạ Mình do có họ hàng với chủ khu nghỉ dưỡng nên cùng ăn tối tại khu nghỉ dưỡng. Tại khu ăn uống hôm đó, mình có giao lưu và uống rượu cùng với nhóm của chị L làm hướng dẫn viên du lịch. Quá trình giao lưu đến đêm mới xong, Triệu Tạ mình quan sát thấy chị L có biểu hiện say rượu, sau đó lễ tân khu du lịch phải đưa chị L lên phòng nghỉ số 5 của khu nghỉ dưỡng. Đến khoảng hơn 0 giờ ngày hôm sau, đối tượng mình quan sát thấy mọi người đã về phòng nghỉ. Trong người có men rượu, đối tượng đã có ý định quan hệ với chị L nên đã tiến đến phòng nghỉ số 5 khu nghỉ dưỡng tại đây đối tượng mình thấy cửa phòng nghỉ chỉ khép hờ mà không khóa chốt bên trong thấy chị lờ nằm ngủ say mình mở cửa đi vào và gọi tên chị lờ để xem chị lờ có tỉnh hay không sau khi gọi chị lờ không trả lời mà vẫn ngủ say đối tượng mình đã thực hiện hành vi đồi bại với chị lờ khi đang thực hiện hành vi chị lờ tỉnh giấc hô hoán bùng vẫy thoát khỏi đối tượng mình khi vụ việc được đăng tải ngoài lên tiếng bức xúc về hành động của đối tượng nhiều người e dè và nhắc nhau cẩn thận hơn trong khi đi du lịch nhất là đi du lịch một mình đây cũng là lời cảnh báo cho du khách khi đi chơi xa, cần chuẩn bị các đồ dùng phòng thân, chèn chốt cửa kỹ càng khi ở trong phòng để những vụ việc tương tự không xảy ra.